Kính thưa tất cả quý vị các bạn thân thương, chương trình tiếp sức cho nghệ sĩ khó khăn trao từng câu cơm lần thứ 42 xin phép được bắt đầu. Vì đã dành thời gian quý báu hoan hỷ hiện diện nơi đây, kính chúc cho tất cả quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, một ngày an lành, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và chúng tôi cũng không quên xin được cảm ơn đến sự hỗ trợ trong thời gian vừa qua và cũng như là sự yêu mến đặc biệt có giám đốc nhà hát ông Tô Trung Kiệt, nhà hát Hòa Bình, và chủ nhân phòng trà Lily, đó là anh Hùng, luôn luôn thương mến, tạo điều kiện cho chúng tôi và cũng như là ủng hộ cho các hoàn cảnh trước đây và sau này nữa. Chúc cho tất cả quý vị các bạn công việc suôn sẻ, mọi sự thuận lợi và luôn luôn có nhiều sức khỏe. Và ngay đây xin mời quý vị các bạn cùng đến với lời phát biểu của trưởng nhóm cà phê Khổ Gia Trường, đó là anh Đại Phú. Xin mời anh ạ. Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là trao cầm cầu cơm lần thứ 42 cho nữ nghệ sĩ Linh Hải, nhưng mà cũng có một cái trường hợp đột xuất là sẽ trao cho trợ vốn cho chị nghệ sĩ Ngọc Lan, một người chuyên đóng vai các vai tính cách đào Ngụ, đào Độc, đào Lãng ở đoàn Hương Mùa Thu. Chị bị tai biến, bây giờ là ngồi xe lăn rồi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vốn cho chị một số vốn để chị bán vé số kiếm sống qua ngày. Chị năm nay là 80 tuổi rồi. Xin mời chị Ngọc Lan lên đi. Đẩy xe em ơi. Thưa quý bạn khách cũng như những bạn thường quân, tức là chị Ngọc Lan là trước đây chúng tôi đã trao thành công cơm rồi. Cho nên là hôm nay là có những cái việc đột xuất là chị bị tai biến, bị tai nạn. Cho nên là chúng tôi là anh Phú Khổ Gia Trường có kêu gọi để trợ vốn cho chị, để chị có một cái số vốn để làm ăn thì rất vui. Tức là có sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân, ví dụ như là nghệ sĩ Minh Nhàn đã vận động trong nhờ cái chương trình bọc phim của cái lớp ca cổ của anh là có nhiều lớp, hai lớp, hình như là hai lớp để dạy ca cổ, thì cũng có duyên với cô Ngọc Lan cho nên đã kêu gọi sự hỗ trợ, cũng như là người em bên thương là
Thế Quang cũng là một người rất là tham gia rất nhiều chương trình từ thiện, cũng kêu gọi để hỗ trợ cho cô Ngọc Lan. Mời bên nhà, xin mời Thế Quang à. Mời anh danh hài Hiếu Liêm hôm nay là tin có cô Ngọc Lan là anh Hiếu Liêm và cũng đến và nhân dịp là cũng thăm hỏi cô và tham gia chương trình. Xin mời anh Liêm. Quang ơi, lên đi em. Thì là chương trình là cũng rất là vui, tức là cũng rất là cảm thấy là mình làm cái việc có ý nghĩa. Cho nên khi vẫn trao cần câu cơm và cô Ngọc Lan đã nhận cần câu cơm rồi, nhưng hôm nay chương trình cảm thấy là các trường hợp như cô Ngọc Lan là cần phải có số vốn coi như là rất cần thiết, cho nên cũng kêu gọi và cũng có hiệu quả. Thành ra thay mặt nhóm trưởng của nhà trường rất cảm ơn sự đồng hành cùng với chương trình của Quý Mạnh Thường Quân. Xin mời em nhà. Dạ, trước tiên là cho nhà trường gửi lời chào hết cô bác anh chị anh em nghệ sĩ đã gọi trước đây và gửi đến các cô chú và chào thân thương và trân trọng nhất. Cảm ơn. Cũng xin cảm ơn anh của gia trường đã tạo ra một cái không gian, một cái sân tình thương như vậy, một cái sân chơi tình thương để quyên góp giúp đỡ cho tất cả toàn thể nghệ sĩ gặp ở trước đây không có cuộc sống được thoải mái như chúng ta. Hiện thì rất cảm ơn anh đã xây dựng ra cái chương trình như thế này, và tôi mong rằng chương trình này được duy trì mãi mãi và gian xa hơn nữa, và sẽ có Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chúng ta nhiều hơn nữa. Nói về cô Ngọc Lan thì trước đây tôi cũng đã từng làm việc chung với là cô Ngọc Hương tại nhà hát Cải Lương Trường Hoa Trang rất nhiều chương trình, nhưng mà chưa bao giờ tôi làm việc chung với lại cô Ngọc Lan. Nhưng mà khi nghe nói tới cô Ngọc Lan thì người ta biết cô là em của nghệ sĩ Ngọc Hương, thì đâu đó thì cũng có một chút tình thương với cô Ngọc Hương. Khi cô Ngọc Hương mất cũng có mặt tôi đến thắp nhang cho cô. Hôm nay nghe nói cô Ngọc Lan có một cái hoàn cảnh như vậy thì tôi vừa động làm liền. Vừa rồi tôi cũng coi anh Hội Trường làm một cái chương trình của cô Thanh Nguyệt, nhưng mà vì tôi không tham gia được là tại vì cô Ngọc Thanh Nguyệt thì rất nhiều người ủng hộ rồi, thì thôi để mình để dành đó để mình ủng hộ cho những cái chương trình khác để cho nó phong phú hơn, để cho tạo điều kiện cho anh Phổ Thường có một cái sức sống để anh làm mạnh dạn hơn nữa. Thì hôm nay con có quyên góp được cho cô một số tiền, đó là tổng cộng là 5 triệu tiền mặt và 100 đô của các thành viên học viên của con từ nước ngoài cho đến trong nước. Con xin được phép trao cho cô Ngọc Lan làm một số vốn để cô có thể mưu sinh những ngày sắp tới. Với một cái căn bệnh của cô như vậy thì rất là khó khăn trong cuộc sống. Con nhận thấy được điều vậy thì con nên làm. Vậy thôi anh cho em trao con. Chế Quang đại diện. Sau đây là cậu người nữa, tức là anh danh hài Hiếu Liêm, là một người là chủ cột của đoàn Cải Lương Hương Mùa Thu,
À, xin cảm ơn anh Hùng. Đột xuất là anh Hùng là một người giúp đỡ cho chương trình Cần Câu Cơm rất nhiều, và nhận thấy một cái trường hợp nào mà có cần thiết hoặc là rất là hữu ích thì anh Hùng sẽ lên và ủng hộ tự nguyện tự giác, là coi như không có báo trước gì hết trơn á. Anh chơi là anh chơi à, anh dám với em, nó vợ em nó sợ em chỗ đó. Vậy bây giờ kính nhờ mời quý vị, đây là anh Tranh Hài Hiếu Liêm, là một người gắn bó với đoàn cải lương Hương Mùa Thu. Nghe tin là hôm nay trao cô Ngọc Lan anh cũng đến tham gia, xin mời anh Liêm nói. Nói gì nói gì thì cô Ngọc Lan thì nói về tới tối cũng không hết. Giữa tôi với Ngọc Lan là một cái hành trình phải 5 năm rồi, từ ngày mà tôi bước chân vô cái nhà chung cũng là cái môi trường là đây là 50 mấy năm rồi. Bây giờ còn gặp lại nhau đây thiệt là cảm động, rất là hạnh phúc mà thấy được đồng nghiệp nó còn như vậy thì rất là mừng. Mà thật ra anh em diễn viên của chúng tôi từ đó 50 năm rồi chứ không phải ít, là tới bây giờ mà còn đếm trên đầu ngón tay thiệt là vô cùng hạnh phúc. Còn hôm nay gặp Lan đây tôi không biết nói gì hơn là cũng đóng góp chút. Giờ tôi quên rồi, cái lúc mà hai đứa con đã chung nhau nhưng mà tôi buồn, tôi bệnh gì tôi buồn lắm. Nhưng mà tôi muốn cảm ơn anh để chúc anh vui vẻ mãi mãi cái đời này, là tôi còn ngày nào anh bé còn đấy thôi. Em cũng người còn về cũng đồng nghiệp đứng chung trên sân khấu là 50 năm nay đó, sát ở cô thu hai 50 năm. Từ ngày nay, từ năm 1973 cho tới bây giờ
của ca sĩ Chế Quang. Xin mời anh, một người đã kết nối cho nhiều mạnh thường quân. Và thì cái mặt chương trình hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị cùng với một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Nhi, bài hát được mang tên Ngày Đỏ Xa Rồi. Thank you.
Về người tân quê, ơi người tân quê.
liền. Thank you.
Dạ, em xin hát bài hát đêm mưa nhớ mẹ 126.